Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Trao đang có mặt tại xã Keo Lom thuộc huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Và hành trình khám phá ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu một người đồng bào dân tộc nữa, cũng có một cái tên rất là lạ, đó là những người đồng bào dân tộc Khơ Mú. Người Khơ Mú thì có cái địa bàn sinh sống rất là rộng lớn, trải dài trên đất nước chúng ta, và Điện Biên cũng là một vùng đất mà có những bản làng của người Khơ Mú. Như chúng ta có thể thấy thì ngôi làng Khơ Mú mà ngày hôm nay Trao đến thì thực sự nó quá ấn tượng, với hàng trăm ngôi nhà làm san sát nhau, và thậm chí là khi mà cái quỹ đất không đủ để có thể làm nhà thì người ta còn làm những ngôi nhà lên trên những quả đồi nữa. Tôi đã bắt gặp rất nhiều những người Khơ Mú, họ đang đi ra đi vào, có vẻ như là cuộc sống ở đây cũng khá là nhộn nhịp đây, vì đây là một ngôi làng mà cũng rất là gần đường và có số lượng dân số cực kỳ là đông đúc. Mình đã nhìn thấy rất nhiều những em nhỏ đang làm gì dưới suối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiếp cận những đứa trẻ con trước nhé. Mình sẽ đi hành trình từ con đường đi vào đến tận cuối làng luôn, tới những ngôi nhà cao nhất ở trên quả đồi luôn. Đi xuống suối trước đã, có vẻ như là bọn trẻ con, mọi người đang đi kiếm bữa trưa thì phải. Việc sống gần những con suối như này thì nó cũng sẽ mang lại rất nhiều những cái nguồn lợi, đó, ít nhất là nguồn lợi từ bắt cá rồi. Chào các con. Đi làm gì đây? Hả? Mấy đứa đi làm gì đây? Chết rồi, chú hỏi không trả lời à? À, con cún này nó đi hái rêu này. Đây này. Nó hái được một giỏ rêu này. Cho chú xem với. Đây là hái về ăn này các bạn ạ. Cái rêu suối này thì nó rất là ngon, và nó là một trong những đặc sản của những bà con vùng núi Tây Bắc. Không biết là bọn trẻ con này nó hái về ăn hay về bán thôi. Này, con hái về ăn hay là về bán? Hả? Ôi rồi không trả lời à? Thôi được rồi, không phỏng vấn đồng chí này nữa. Đây này, tôi thấy mọi người còn đang dồn ra suối rất là đông rồi, không biết là làm gì. Thử hỏi xem. Đi làm gì ấy anh ơi? Đi bắt cá à? Cho mình đi bắt với. Nhá. Hay quá. Chào anh tên là gì? Tên là Bình. Anh Bình à? Anh cũng là người Khơ Mú đấy à? Vâng. Anh bắt ở gần đây không? À, dưới à? Thôi, chúng ta đi xem mọi người bắt cá trước đi. Lát nữa anh có về nhà trên này không? Có gì? Cái rêu này là bọn trẻ con nó mang về ăn hay về bán đấy? À, về ăn à? À, được rồi, hay đây. Chúng ta sẽ có một đội quân rất là đông đúc để đi bắt cá. À, tôi cứ để mọi người đi bắt cá đã, tôi cho bọn nhỏ một ít bánh kẹo. Không tí chúng nó đi về lại không gặp nhau. Nè, mấy chị em chia nhau nhá. Chú không mang được nhiều lắm. Rồi, nắng lắm mà không đứa nào mũ miếc gì cả. Chết rồi, cái đội bắt cá kia đi xa thế nhỉ, đi nhanh thế nhỉ. Hay đấy. Đây, cả trẻ con nó cũng có một cái túi này. Cái túi vải này, cái túi bằng cái tải xác rắn này là rất là phổ biến ở những cái vùng đất như này. Thế con tên là gì? Hả? Chú hỏi con tên là gì? Hà Cún. Tên là gì nào? Trời ơi, kêu ấy nhở. Con gái Khơ Mú kêu ấy nhở, hỏi không trả lời này. Con tên là gì nào? Rồi. Chắc là sợ, không dám trả lời. Anh ta, đội quân bắt cá đang đi dưới một cây cầu. Ở đây nó cũng gần một con đường khá là to. Cái suối này rất là nhiều rêu nhé. Chào chị. Vâng. Chỗ bắt cá còn xa không? À, gần dưới này thôi à? Cái con bé đằng sau chị nó được đi học không? Ừ. Thế mà chú hỏi bao nhiêu câu không trả lời câu nào? À, không biết nói, đi học mà không biết nói á? Học lớp mấy rồi?
Lớp 3 mà không biết nói tiếng Kinh. Ôi cha trời. Chị là mẹ của cháu ấy à? Con nuôi của chị. À, con nuôi của chị à? Vâng. Rồi. Thế là mọi người bắt cá xong rồi có mang về ăn trưa không? Có. Hay là để ăn chiều? Ăn trưa xong lại để ăn chiều. Nhưng mà tí nữa sẽ mang về nhà để nấu gì? Vâng. Rồi, chị tên là gì ạ? Chị tên thì Lò Thị Nao. Lò Thị Nao à? Vâng. Chị là người Khơ Mú đúng không? Vâng. À, người Khơ Mú thì cũng họ Lò nhỉ? Ừ. Họ Lò là giống người Thái mà. Ừ. Với cả là chị cũng tằng cẩu tóc này. Ừ. Thế cũng gần giống người Thái nhỉ? Vâng. Làm nương thì không có mưa thì đi bắt cá ăn thôi. À, làm nương không có mưa thì đi bắt cá ăn. Ừ. Bao giờ trời mưa mới làm nương đúng không? Không mưa thì làm nương kiểu gì? Không mưa thì làm nương kiểu gì? Đúng rồi. Cây cối nó phải có nước, có mưa thì mới trồng được. Sang năm chết đói á? Không có mưa sang năm chết đói nhỉ? Đây chúng tôi phụ nữ với trẻ em thì đi hơi chậm. Đội khỏe mạnh bây giờ mất hút luôn rồi, không thấy bóng dáng đâu rồi. Không biết là có phải mọi người sợ mình lấy hết cá của mọi người hay không? Có sợ không cô? Không ạ. Không ạ? Cháu bắt được con nào cháu lấy về nhá. Vâng. Để xem mà mọi người sẽ bắt cá bằng cách nào. Không biết là mọi người chặn dòng suối không? À, có chặn nước suối không? À anh, chặn nước suối cả. Thế thì cũng lâu ấy. À, một cái dòng suối mà nhiều nước như này thì không biết là mọi người sẽ xử lý như nào. Yeah, nói chung là mình thấy những người Khơ Mú đây cũng rất là hiền. Thế anh tên là gì anh ơi? Hả? Anh tên là gì? Đây không nghe thấy á? À. Không trả lời được nữa, hơi điếc. À, hơi điếc à? Vâng. Đây các em bé thì sẽ lấy cái bao tải dứa này để làm cái công cụ chặn nước. À. Có vẻ như đây cũng sẽ là những sát thủ chuyên nghiệp bắt cá đây. Thấy bọn nó cũng rất là nhanh nhẹn. Bên này thì một đôi bạn trẻ. hai bạn này là đang yêu nhau à hay là vợ chồng rồi? À, mới yêu thôi à? Mới yêu mà đã được đi bắt cá cùng nhau rồi. Thế em tên là gì? Em tên Bích à? Nói dối đúng không? Sao cháu cười to đấy, chắc là nói dối rồi. Cháu nói dối đâu, thật chứ được. Là thật à? Đây cũng có thể gọi là một trong những kỹ năng sinh tồn cơ bản. Đấy. Ui. Quật những hòn đá rất to như này. Em trai này trông cũng rắn giỏi, đẹp trai mà. Lại hơi bị khiếm thính một chút. Em bao nhiêu tuổi rồi? À, chuẩn bị vào 21 rồi à? À. Thế là... Anh ơi. Cái gì? Em già rồi. Em già rồi á? 21 mà đã già. Em học cái lớp mấy? Hả? Học cái lớp 6 rồi à? Một khúc suối cũng khá là rộng. Có khoảng 2, 4, 6, 7, 8, cả tôi nữa là 9. 9 con người. 10 con người đang cùng nhau chế ngự dòng nước. Để lát nữa thì sẽ bắt những con cá. Hôm nay ai bắt được con cá to nhất mình sẽ có thưởng lớn. Ờ. Thưởng món quà rất lớn. Ai bắt được con cá to nhất thì chú sẽ có một món quà cực kỳ lớn luôn. Mấy đứa ở đây là được đi học hết không em? Mấy đứa trẻ này? Vâng, đi học hết à? Thế mà em lại bỏ học sớm đấy. Tại... Không tại... Đâu. Tại làm sao? Chia sẻ thế nào? Tại ra làm sao? Bố mẹ không cho đi học à? Hay là tại vì học không vào? Đúng không? Thế chắc học không vào thật rồi. Thế mà sao vẫn bỏ? Thì không có ai làm nương nên bỏ thôi. À, không ai đi làm nương dẫy nữa à?
À. Không có ai làm. Nhà không có ai đi làm việc nên là phải bỏ học à? Thế không? Đáng tiếc không? Ra chào hay hỏi các bạn là có đi học hay không? Thực ra là cái chuyện bỏ học của các bạn vùng cao mình gặp rất là nhiều luôn. Và cũng hỏi thì chúng ta mới biết được lý do thực sự là gì. Từ đó thì chúng ta cũng hiểu là cái cuộc sống nó sẽ khó khăn như nào. Đấy. Có người thì bố mẹ không cho đi học, có người thì do hoàn cảnh kinh tế, có người thì không thích học, có người thì yêu sớm, lấy chồng sớm. Nó rất là nhiều lý do, nhưng mà tổng quát lại thì nó chính là một cái khá là đặc thù ở vùng cao. Đó chỉ loáng một lúc thôi mà một cái dòng chảy khác đã được hình thành rồi. Mà mình cũng đang thấy mình khá là buồn cười khi mà chúng ta đang định đi khám phá ngôi làng Khơ Mú thì tự nhiên quay ngoắt 180 độ đi ra suối với bà con bắt cá. Nhưng mà thôi, như này thì nó mới thực tế các bạn ạ. Còn nếu mà cứ chui rúc hết nhà này đến nhà kia thì nó cũng nhàm chán quá rồi. Cứ ra suối này chơi với bà con như này nó còn gần gũi hơn nữa. Chú bảo ăn kẹo đã nhờ. Ăn kẹo không, tí mình lại bắt cá tiếp. Này, ăn đã không, tí mình bắt cá tiếp. À rồi, ok, xin, tuyệt vời. Tí nữa chú mang nhá, cứ ở đấy ấy đá đi, tí chú mang nhá. Từ nãy đến giờ là đội quân bắt cá đã chiến đấu được khoảng 30 phút rồi. Chỉ là bới cả rác rồi, cả quần áo rồi, ni lông rồi, đủ thứ cũng đều được bới lên. Nhà tôi cũng không biết là cái dấu hiệu nhận biết được con cá của mọi người thì nó sẽ như nào. Bởi vì suối thì nước nó chảy rất là mạnh, rất là nhanh ấy. Thì mình đoán chắc là sẽ không có cá to. Chỉ loại vừa vừa bằng ngón tay, đúng không anh? Cá to nhất là cỡ nào? Cá to là tầm cá bông thôi. Không, ý em hỏi là con to nhất đây thì cỡ nào ấy? Bằng ngón tay không? Bằng ngón út đấy à? À. Đây thì không thể có cá to này. À, ngày xưa nó nhiều cá to lắm à. Bây giờ chắc làm thủy điện nhiều ấy nhở. Nó hết nước rồi. Môi trường sống tự nhiên của cá nó cũng đã bị thu hẹp đi nhiều. Nên là không còn những con cá quá to ở những cái dòng suối như này. Máy ngâm nước. Không sao, máy này ngâm nước thoải mái. Vâng. Chàng rể người Thái này có vẻ nhiều kinh nghiệm. Cục nào, cục đấy to hơn cái nồi cơm điện. Cái này là rồi gì? Em ở bên ông đang mở khảnh rồi đấy. Là mở khảnh chứ. Không thấy ông này việc cái gì thế nhỉ? Đây sẽ là bước quyết định của buổi bắt cá ngày hôm nay. Chỗ này thì nước rất là sâu nên là Toàn đang phải tìm những hòn đá thật to thì mới dễ chặn được. Toàn đang phải vần những khối đá khổng lồ. Ơ, em không đi công ty à? Xong à? Việc em mới đi. À, xong việc mới đi à? Xong việc là xong việc gì? Phải trồng xong sắn mới đi. À, trồng xong nương sắn mới đi à? À. Làm thời vụ thì cứ phải xong việc nhà đã, xong rồi à, mới đi làm công việc khác được. Chả biết là được nhiều cá hay không mà thấy đói rồi đấy. Đói bụng rồi đấy. Đội thiếu nhi giờ chỉ chờ chặn được nước là lao xuống bắt cá thôi. Đá to này chúng nó sẽ không làm được, nó phải cần đến sức mạnh của những người đàn ông. Bên trên thì cô đang đi chặt thêm cây.
phía bên kia thì em gái cùng cô và các cháu nhỏ đang đào thêm đất. Bên này thì chàng rể người Khơ Mú đang vật lộn với những hòn đá to. Ở đây thì nó cũng đã dần dần hình thành một cái bức tường đá rồi. Phía bên này thì ông anh vẫn đang dọn dẹp thêm để cho cái dòng chảy nó được chảy thật là lưu thông. Nãy giờ là đục hết cả con suối rồi. Bên kia thì cậu em khiếm thính đang ngẩn ngơ hút thuốc. Nói chung là mọi người cũng phối hợp tác chiến rất là nhịp nhàng. Mỗi người một việc. Tôi cũng không thấy có nhiều sự chỉ đạo hay là cãi nhau gì cả. Bình thường nếu mà làm những cái việc đông tập thể này, mình nghĩ là thường sẽ có kiểu hay cãi nhau cơ. Nhưng mà ở đây thì có vẻ như mọi người cũng rất đoàn kết, rất biết việc. Mỗi người một việc. Đi kiểu này. Đi kiểu này đi. Sắp ngã thế này. Ở bên trên thì mọi người đang chặn suối để bắt cá, nhưng tôi thấy ở bên dưới thì vẫn có những người họ đi quăng chài. Chúng ta sẽ cùng xuống xem những anh giai này họ có bắt được nhiều cá không nhé. Đấy. Nói chung là một dòng suối thì mọi người cũng khai thác được rất là nhiều thứ, từ nước này, từ đá, từ cát này, còn đến cá này, còn đến rất nhiều thứ khác nữa. Ôi, quăng rất tròn luôn, rất là điệu nghệ. Trong giỏ không có con nào hả chú? Không có cá rồi. Không có cá rồi à? Có vẻ như là không có. Không có rồi. Một đội thì chặn bắt ở trên, một đội thì quăng chài ở dưới. Ngoài những ông chú mà đi bắt bằng lưới thì còn có những em nhỏ mà đi bắt bằng cái xúc như kia kìa. Có vẻ như là mọi người rất là thích ăn cá, hoặc là cũng có thể là cái thực phẩm đây nó không dồi dào quá nên là chỉ có thể đi bắt cá để cải thiện bữa ăn. Trời ơi, có mấy con ốc rồi các bạn ạ. Này, đi suối cả buổi được đúng mấy con ốc bé xíu này. Mà bây giờ đã là 12 giờ trưa, rất là nắng. Không hiểu là những con ốc này thì sẽ ăn như thế nào đó. Đây, những con ốc rất là nhỏ thôi. Thì cái này thịt nó thì làm gì có mấy đâu đúng không? Mình cũng đang khá là thắc mắc là không biết ở đây là khan hiếm thực phẩm hay là như thế nào. Thì mọi người sẽ phải cải thiện bằng việc đi bắt cá hay là đây sẽ là cái sở thích thôi. Là tất cả mọi người đều đi bắt cá thì nó thành một cái phong trào ấy. Đó là cái sở thích của mọi người ấy. Chứ còn mấy con bé xíu như này thì thực sự là để mà ăn thì không biết là ăn như nào cho đủ ấy, cho vừa ấy. Đó. Mà đi bắt rất là vất vả luôn đấy. Đứa nào cũng đi bắt. Đến tài. Bây giờ thì mọi người còn phải đây. Cô múc nước vào một cái ủng như này này. Xong rồi các bạn nhỏ sẽ phải nhào cái đất này cho nó nhuyễn ra. Trời, nói chung là quá cầu kỳ luôn đấy. Mình nghĩ rằng là nó sẽ đơn giản thôi, nhưng mà đến bây giờ mình thấy nó rất là cầu kỳ luôn đấy. Phải đào đất này xong rồi trộn, nhào đất, rồi kè đá, rồi nói chung là rất nhiều công đoạn. Nhưng mà những con cá nó chỉ bằng này thôi, nó chỉ bé xíu như này thôi, thì mình không biết rằng là đây có phải là ở đây mọi người khan hiếm thực phẩm hay không, mà là sở thích thôi. Nếu mà khan hiếm thực phẩm và phải cải thiện bữa ăn bằng những công việc vất vả như này, thực sự là cuộc sống ở đây nó cũng khá là khắc nghiệt cho mọi người, đặc biệt cho những đứa trẻ như này này. Ở bên trên này lại một đội quân nữa. Cũng đều là những đứa trẻ thôi. Có thể là cuối tuần nên là chúng nó có dịp được ra suối bắt cá. Nó như kiểu là thú vui. Hoặc là bố mẹ bắt đi bắt cá. Hoặc là như nào thì tôi không rõ. Nhưng mà thực sự là rất là đông luôn. Có không? Được chưa? Được con nào không? Chú xem với.
các em ấy phải dùng. Có không? Có không? Có. Ờ, đây 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 đây. Ôi. Này, chính ra bắt bằng cái lưới này hiệu quả hơn đội đội chặn nước dưới kia nhá. Đây này. Đây đây có khoảng 2 này, 4 này, 6, 8, 9 đứa trẻ nữa cùng đi bắt cá. Đâu chú xem nào, chú xem cá của con ấy nào. Ôi, con bắt được con to thế. Con này hơi bị to luôn. Đây không biết là giống cá gì nhưng mà con cá này to đấy. Này, thằng kia cũng một chai nữa. Đâu chú xem là con có nhiều con to không. À, thằng này thì bé hơn này. Này chú hỏi đây là bố mẹ bắt đi bắt cá hay là bọn cháu thích đi bắt? À thích thôi gì? Thế mang về ăn hay mang về bán? Về ăn à? Tưởng bán thì bán cho chú nhá. Chú sẽ thu mua lại với số lượng lớn và giá cao. Nhớ chưa? Nếu mà có nhu cầu bán thì bảo chú nhá. Chú sẽ thu mua lại hết. Giá cực kỳ cao luôn. Nhớ chưa? Ờ, cứ đi bắt đi. Nếu mà tí cảm thấy không muốn ăn thì bảo chú nhá. Chú sẽ thu mua lại. Đầu tư hẳn một cái màn đi. Sợ thật đấy. Những đứa trẻ vùng cao như thực sự như này thì nó mới là tuổi thơ này các bạn ạ. Với số lượng đông đảo người đi bắt cá như này thì mình nghĩ rằng là những con cá nó vừa đẻ ra miệng còn hôi mùi sữa đã bị bắt đi ăn thịt rồi. Thực sự là không thể nào mà sinh trưởng được đủ để cho phục vụ tất cả những con người ở đây. Ôi rồi, to thế á? Ừ. Ái da. Con này là cá gì hả cô? Không biết gọi cá gì. Ôi, con này có khi là được giải con cá to nhất đấy. Ừ. Của ngày hôm nay ấy nhỉ? Có khi ấy. Cô đã bắt được con đầu tiên rồi. Ở bên dưới thì đội quân vừa nãy chúng nó đã đi ngược lại lên đây rồi. Nguyên một cái khúc suối này tôi thấy sơ sơ khoảng cỡ 20-30 người ấy. Họ giải rác khắp con suối này để đi bắt cá. Bây giờ thì mọi người thấy không? Mọi thứ đã được khống chế rồi. Những cái bạt dứa này đã được lót vào bên dưới bức tường đá. Nào đi đường khác đi. Đi về đường trên đây. Đường này là người ta đang bắt rồi. Tránh đường đi. Đây là đất của người ta rồi. Thực sự là quá cầu kỳ. Để cải thiện được một bữa ăn nó tốn quá nhiều sức và quá là cầu kỳ. Đất sẽ được chét hết vào như này. Nước sẽ không thể chảy vào phía bên trong được nữa. Nào thế các đồng chí có bán cá cho chú không? Hả? Bán không? Đứa nào bán nào? Không ai bán à? Đâu, bán không? Đâu, chú xem nào. Cháu định bán chỗ này bao nhiêu tiền? Em không biết á. Đâu, chú xem nào. Đây là của mấy đứa chung nhau bắt à? Hay là một đứa? Hả? Thế nào, thế mấy bạn đã đồng ý bán chưa? Tất cả đã thống nhất với nhau là bán chưa? Thống nhất bán rồi cái gì? 2, 4, 6, 7 thằng. Cháu sẽ bán bao nhiêu nào? Hả? Không biết á. Chú sẽ mua chỗ này. Không biết là mình sẽ nên mua bao nhiêu nhỉ? Nắng nôi như này. Này. Chỗ cá này 200 được không? Được không? Ít hay là nhiều? Nhiều. Nhiều á. Đấy mấy đứa chia nhau nhá. Hoặc là đi mua nước uống nhá. Ừ. Ok. Tôi đã mua được một ít cá rồi. Đi đi. Về đi thôi. Nắng nôi lắm. Ốm ra đấy. Đi mua nước ngọt mà chung nhau uống nhá. Ra các bạn ấy không phải là mua về để ăn. Tôi đoán là thế mà chúng nó đi bắt chơi ấy, như kiểu là trẻ con đi chơi vui ấy. Nhưng thôi chúng mình cũng muốn cho chúng nó biết một chút giá trị về công việc bắt cá. Ok, mình sẽ để tạm ở đây. Lát nữa thì sẽ về góp chung vào cá của mọi người đây. Nào, bắt cá thôi.
Bắt cá đi, bắt cá đi. Này cá tiếng Khơ Mú nói là gì? Cạ à? Cạ à? Đúng không? Bắt bắt cá thì nói như nào? Bắt cạ. Bắt cạ. À. Cạ. Cạ thì na ná tiếng Kinh nhỉ? Nếu như thế thì nó chỉ đọc lái đi thôi. Ơi con gì? Sâu đá. Con đấy ăn được mà đúng không? Cất vào đi, về tí mình ăn. Bắt cạ. Đi bắt cạ đi. Mà cũng chả biết làm nào để biết là có cạ. Đâu, chỗ nào có cạ chỉ chú xem đấy nè. Ừ? Bên này thế bây giờ là sao bắt được cạ bây giờ? Thế anh là người gì đấy? Anh á? Anh cũng là người Khơ Mú. Mất gốc. Người Khơ Mú nhưng không biết nói tiếng Khơ Mú. Mất gốc á? Mất gốc rồi, đang phải học lại. Thật. Đây, đang phải học lại đây, đang sống với người Khơ Mú để học lại đây. Hả? Không tin à? Thì anh cho xem căn cước nhá. Thì anh cho xem căn cước. Anh họ Lò. Đúng chưa? Nói người ta nói thì chả tin. Cứ thích nghe những cái lời ong bướm của mấy anh khác. Đây người ta nói thật. Nào bây giờ làm sao để nhận biết là có cá nào cún? Thôi lại bỏ đi thế. Nhìn thấy con cá bơi xuống thì bắt á. Trời ơi. Có thể nó ở trong khe đá. Đây, mọi người đào đất ở một cái khe mà nó cũng là một cái khe sạt lở ấy. Trông cũng rất là đáng sợ. Gần 3 tiếng đồng hồ cho buổi bắt cá ngày hôm nay rồi. Công việc vẫn đang diễn ra. Mới chỉ có một vài chú cá tôi nhìn thấy thôi. Vẫn đào. Vẫn mang về nhào nặn, trộn tiếp. Liên tục như vậy. Không có dấu hiệu nghỉ ngơi. Đây phải gọi là tan hoa một khúc suối. Thay vì trộn vữa thì mình trộn đất nhỉ. Thay vì trộn vữa thì ta trộn đất. Cô vẫn đang miệt mài chét đất. Trời bắt đầu nổi gió rồi. Những người dân Khơ Mú vẫn cặm cụi bên con suối. Không biết là phải đào bao nhiêu đất nữa thì chỗ nước này nó mới cạn. Quá là cầu kỳ, quá là công phu cho một bữa ăn. Đấy. May là còn có những cái bạt này thì còn dễ để khắc chế cái dòng nước ấy. Không thì không biết là sẽ phải đào bao nhiêu đất nữa thì mới có thể chặn được cái dòng nước như này. Đây có lẽ là một trong những cái cách bắt cá mà còn thô sơ nhất nhưng mà có thể cũng rất là hiệu quả ở những nơi mà có những dòng suối như này. Quăng chài, quăng lưới thì không được, câu thì chịu. Chỉ có là làm sao mà chặn được hết nước, nó cạn nước thì cá nó mới thò ra. À, con cún nó lại bắt được thêm một con sấu đất rồi. Chú xem nào. Ui, con này trông nó khủng khoảm, nó ghê chưa. Mà con này có vẻ là nhiều protein, béo ngậy. À, cô sẽ ngắt đầu đi. Ngắt đầu đi à? Ê, con bé này khéo này, bắt được cả những con. Ui, có phải là mỗi cá đâu, còn rất nhiều những con khác nữa. Cả con sâu này, cả con niềng niễng nữa. Tưởng mỗi cá thì đúng là không có cá thật, nhưng mà mấy con mà nó hay sống kiểu chui chui dưới những cái khe đá, mấy con đấy nhiều.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu chờ đợi, cái công việc quan trọng nhất đã được diễn ra. Bây giờ đã chặn được nước rồi, con phải tát cạn nước mới mong bắt được. Tôi không biết là liệu có nhiều cá không nhỉ, em gái đã chuẩn bị một cái giỏ rất to. Chuẩn bị một cái giỏ rất to để đựng. Nghe chừng là sẽ rất nhiều. Sợ không có cá. Không phải sợ, không có cá thì có anh ở đây rồi. Đấy, chặn xong lại phải tát nước. Hả? Thấy chưa? À, dưới chân anh á? Đâu? Ê, mình không dám sờ ấy, nhỡ các con gì nó thò ra ghê ghê. Đấy, ai cũng có công cụ riêng để đựng. Toàn cái này là bắt ra không à, chia đều hay là ai bắt mạnh anh này bắt? Hả? Hả em gái? Tí là gộp chung xong chia đều hay là như nào? Hay là mạnh ai này bắt? Chưa biết như nào. Ừ, tránh ra để tát đã, tính sau. Em đi chặn nước đi, đánh tát cho. Đi đi chặn nước đi, không phải tí công cốc vậy. Đúng rồi. Nào thế tát ở đâu trước nào? Ừ, anh cứ tát ở đây nhé. Yeah, cá kia đây, đây, đây. Ở trong, lật hòn đá lên. Bỏ chỗ nào cũng được. Ta ra sắp. Thấy chưa? Đấy, đúng rồi. Ôi. Ôi. Anh ơi, nhấc cái chân lên. Ôi, lấy đi. Anh tát nước nữa nhá. Bây giờ thì nó chạy làm sao được nữa. Đấy, đúng rồi. Ê, nhiều lắm các bạn ạ. Nhiều lắm đấy. Anh tát tiếp nha. Ê, đây. Ôi, vớt được cả cá này. Đây, được rồi. Đấy. Đi, nó tuột mất rồi. Bỏ tay. Ôi, phải cậy từng tí đá ấy nhỉ. Nó chui ở trong khe đá. Ôi, nhiều lắm. Chúng rồi, chúng méng rồi, chúng ổ rồi. Từ đây để anh tát tiếp. Rồi. Đây để anh tát tiếp. Để cái đấy xuống đây em. Nó nhảy ra hết rồi. Đây các bạn ơi, thấy không? Đấy, đây em tát bên đấy đi. Đấy. Con gì nó cắn ấy? Con sâu à? Không phải con sâu đâu, là con cái bé bé. Con sâu lá mà. Ê. Con sâu nó vừa cắn mình đau quá. Trời ơi. Đây này. Ui.
Ui ui các bạn ơi. Nè. Nè 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 nè. Ôi. Ui con này khỏe đấy. Này. Yeah. Ui, nhiều lắm ấy. Anh cắt tát lên nữa đi. Nhưng mà không có cái để tát. Bên kia cũng bắt được nhiều kìa. Ui, bên kia cũng bắt được nhiều lắm. Ui. Ở bên kia khi to hơn đấy. Nào, đưa để tát tiếp này. Ui, con sâu nó cắn này, chảy máu rồi. Ghê thế. Một cá, một bể cá. Một bể cá luôn. Mình cứ nghĩ là nó sẽ ít cá, nhưng mà như này là quá xứng đáng cho công sức. Một cái vũng nho nhỏ đây mà khai thác được nhiều thật đấy. Sao nhiều người bắt thế? Ui đây đây này. Bắt đi con. Đây này, bắt đi em. Đã sật âm, đã sật từ từ. Được chưa? Xong chưa? Vẫn còn kìa, hai con nữa kìa. Hai con nữa kìa đấy, đúng rồi. Rất là xứng đáng với công sức bỏ ra. Tát cá mà tụt cả quần. Nếu như mà video này tắt tiếng đi thì có khi chúng ta không biết đây là đang đi bắt cá, giống như là đang đi tìm đá quý, tìm vàng gì đấy. Chỉ một cái khúc nho nhỏ này thôi mà bắt được bao nhiêu cá luôn. Một tí nữa mà dồn tổng hợp vào thì có khi... À lại bị cắn à? Cái này thì cắn. Cái con bọ đất này nó cắn đau á. Ôi giời, ông này bắt được cả một rổ lọ. Mấy con luôn. Để có thể khắc chế được hoàn toàn dòng nước thì rất là khó. Bây giờ thì nước nó cũng đã rò rỉ khá là nhiều rồi, vì cái đất nó không chịu được cái sự xói mòn của đất. Các em bé vẫn miệt mài. Mọi người sẽ cứ tát hết vũng này xong lại chuyển sang vũng khác. Cứ như vậy, như vậy. Bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Có lẽ là mọi người cũng như Trang là nó dần như là quên ngôi làng Khơ Mú mà buổi sáng chúng ta nhìn thấy rồi. Thì mọi người ở đây bắt cá cuốn quá. Chà. Tuyệt vời, ông mặt trời. Tối nay lại được cải thiện rồi. Các bạn biết không, bây giờ đã là hơn 3 rưỡi chiều rồi. Và để mọi người bắt xong được hết cá ở cái khúc suối này thì có khi phải 4, 5 giờ hoặc 5, 6 giờ gì đấy. Khoảng bao giờ thì nghỉ em? Không biết. Không biết à? Anh Bảo. Quay ra đây anh Bảo. Quay ra đây. Không quay đâu. Anh Bảo này hai cực. Ra đây, cứ quay ra đây. Nhanh nào. Em đại diện cho mọi người giúp anh với. Ra đây. Không đại diện à? Thế cô đại diện nhá. Vì em ấy ngại. Cháu bảo cô dừng lại một tí. Quay đây. Đây, đúng rồi, cô đây cháu bảo. Bây giờ cháu là... Cháu... cô đang xấu hổ. Cháu bảo cháu có món quà nhỏ cháu muốn tặng mọi người thôi. Bây giờ cháu phải rời chỗ này để đi vào ngôi làng của mình nữa. Thì thôi, có lẽ không biết là tí nữa chiều mình có gặp được nhau hay không. Thì cháu có một món quà muốn tặng mọi người. Ở đây thì có 10 người thì cháu cũng chả có nhiều đâu. Cháu có một chút quà gọi là tặng mọi người. Thì cháu không có tiền lẻ thì cháu muốn gửi tặng mỗi người là 100.000. Các em, cả em bé, người lớn đây, mỗi người 100.000 thôi. Cháu không có nhiều. Thì ở đây nó không có tiền lẻ thì lát nữa cô đổi hay như nào cô chia cho cháu, giúp cháu với nhá. Vâng. Thì đây cô cầm giúp cháu với ạ. Đây là món quà cháu muốn gửi tặng đến mọi người. Nói chung là cũng thấy mọi người bắt cá rất là vất vả. Đó, thì cũng được trải nghiệm với mọi người như vậy là cháu cũng rất là vui rồi. Thế bây giờ thì chắc là cháu xin phép về làng mình trước. Thì cô có gì cô chia cho các cháu, các em với nhá. Thế mọi người bắt tiếp đi.
Dạ vâng, không có gì. Bắt tiếp đi, nếu mà tí gặp nhau ở trong làng thì cho xin bát cơm nhá. Vâng. Ờ, nhất trí. Rồi, bye bye mọi người nhá. Chúng ta sẽ quay trở về ngôi làng của người Khơ Mú đi. Hôm nay nghịch ngợm với mọi người quá là lâu rồi. 4-5 tiếng rồi. Dòng suối này không phải là chỉ mỗi bắt cá đâu mà còn cả tắm đấy các bạn ạ. Ở đây tôi còn thấy mọi người đi tắm ấy. Hình như là có các thiếu nữ đi tắm thì phải. Ôi trời ơi. Chào các em nhá. Xin chào. Ôi anh có lấy mất quần áo đâu mà sợ. Anh có lấy quần áo đâu mà sợ. Bắt cá à? Bắt cá không được. Đấy, ở dưới này còn có các cô gái tắm này. Các chị vẫn đi bắt cá. Người thì vẫn bắt cá mà người thì vẫn tắm này. Các cháu đang xấu hổ. Thôi chú đi đây, chú không thấy đâu. Chú có nhìn đâu mà sợ. Nhà mình ở đâu? Nhà mình trong này à? Trời ơi, nhỏ xíu mà đi theo mẹ bắt cá này. Cho con này. Bé ơi, ăn kẹo này. Thôi thử làm quen với em gái này đi nhỉ. Thấy các cháu ấy lên bờ. Chú hỏi nhờ tí, mấy đứa ơi. Áo hồng, chú hỏi. Chú hỏi nhờ tí, này. Áo hồng ơi. Ra đây chú hỏi nhờ tí, đừng chạy. Chú không làm gì đâu. Các cháu là người Khơ Mú đấy à? À, người Mông à? Nhà ở đâu? Hả? Nhà ở Tráng Sư. Tráng Sư à? Cô bé kia người ở đâu? Cũng người Mông à? Cháu mấy tuổi rồi? À, hóa ra đây là những cô gái người Mông cũng đi xuống dưới tắm. Bây giờ bọn cháu đi đâu? Đi lên trường. Đi lên trường á? À, bây giờ đi học à? Trời ướt thế này sao đi học được? Cháu tên là gì nào? Cháu tên là gì? Hả? Cái gì? Gống. Gống á? Mấy tuổi rồi? 13. 13 à? Cháu học lớp mấy? Lớp 8. Lớp 8 à? Bây giờ là đi đâu? Tắm suối. Đi tắm suối xong đi đâu? Đi lên trường. À, trường ở gần đây không? Đi. Thế nhưng mà ướt này làm nào? Không sao. Không sao à? Thế nhà bọn cháu ở đâu? Tráng Sư. Tráng Sư à? Nào thế đi đường nào chú đi với nào? Trời ơi. Đi tắm thực sự là các cháu cũng hơi ngại mà mình cũng hơi ngại, nhưng mà đấy là những cái hình ảnh về cuộc sống vùng cao các bạn ạ. Mình không quay thì mọi người sẽ không biết được ấy. Mình cũng không có quay những cái hình ảnh mà nó quá là phản cảm của các cháu, nên là cháu nghĩ là không sao, mà cháu chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng là đấy, ở cái con suối này thì nó rất nhiều những cái hoạt động diễn ra luôn ấy. Bắt cá rồi tắm rồi đủ thứ luôn. Rồi giờ chúng ta sẽ không miên man nữa, quay trở về ngôi làng thôi. Bây giờ thì Trao đã tới được ngôi làng có tên là Bản Suối Lư Ba. Hộ dân là 70 hộ, dân số 396 người. Tính đến 31 tháng 12 năm 2019, bây giờ 2024 rồi thì nó đã đông đúc hơn rất là nhiều rồi. Số liệu từ 2019 rồi. Ngôi làng này thực sự là một ngôi làng mà mình thấy có quy mô cực kỳ là đông đúc, những ngôi nhà san sát nhau, thì cách nhau mỗi nhà kiểu khoảng 1-2 mét thôi ấy. Để xem là mọi người sẽ thân thiện hiền lành không nha. Chào các cô ạ. Vâng, chào các chị. Ô, mọi người đang làm gì đấy? Nướng cá hả? À, nướng thịt. Đấy là thịt gì đấy? À, thơm lắm. À, cái này để ăn hay là để bán hả? À, để bán à? À, tí có khi là ra mua ăn. Đi. Đấy, em cảm ơn nhá.
Bây giờ thì buổi chiều ấy, rất nhiều cái hoạt động diễn ra này. Các bạn có thấy là một cô đang vác củi về này, nhưng mà phải đội lên cái đầu ấy, rất là nặng ấy. Vâng. Nặng không cô? Vâng. Nặng nhỉ? Nặng. Không có tiền đi bán củi. Không có tiền đi bán củi à? Cô bán củi này cho ai? Cô bán ở đâu? Bán chợ bên kia. Cái chỗ củi này bao nhiêu tiền? Cô định bán 25. Bao nhiêu? 25 nghìn á? Vâng. Cháu mua hộ cô nhá. Cô bỏ xuống đi, cháu mua hộ cô. Đỡ phải mang đi bán xa. Cô bỏ xuống đây cho cháu. Cháu quá. Không, cô bỏ cháu mua, cháu đang cần củi để đun mà, cô bỏ xuống đi. Không có tiền là phải đi mang củi đi bán này. 25.000 chỗ củi này à? Vâng. Đấy, cô để gọn đấy cho cháu. Để không cản trở giao thông nhá. Vâng. Này, vất vả cô quá. Đây, cháu trả cô này. Bà không có tiền trả lại đấy. Không, cháu không cần trả lại. Đây, tặng cô, nhá. Tặng bà nhá. Cháu... Đến nhà bà ở đâu? Bên kia. Thế bà bây giờ bà đi về hay đi làm gì nữa? Hả? Bây giờ bà đi làm gì nữa? Bây giờ thì đi mua thức ăn cũng cháu... À, đi cháu mua... ốm. À, cháu bị ốm đi mua thức ăn à? Vâng. À, ốm như nào? Bà cảm ơn cháu nhá. Vâng. Vâng. Thế bà để gọn vào đây cho cháu nhá. Vâng. Dạ. Dạ. Ơn cháu nha. Thế cháu của bà lại ốm như thế nào? Dạ. Bị sốt nhưng mà cũng mua thuốc cho uống. Mua thuốc chưa? Đi mua. Bây giờ mới đi mua. Bây giờ mua thuốc hết bao nhiêu tiền? Hả? À? Thuốc hết bao nhiêu tiền? Cũng chắc là 35 nghìn thôi. Thế à? Ừ. Có tiền mua chưa hay là bán củi xong đi mua? Bán củi đi mua đấy. À thế à? Vâng. Dạ. Cháu ốm này bà phải bán củi đi. Vừa cúng xong à? Không, đang đi mua thức ăn, đang đi bán củi mua thức ăn. À vâng. Thế có đủ không hay là cháu chắc gửi thêm một ít nữa nhá để mua thuốc không. Nhá. Làm phiền. Đây cái này để mua thuốc này. Xin nha, bà xin nhá, cảm ơn cháu nhá. Vâng, thế bà đi đi. Vâng. Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Đi. Rồi. Mặc dù buổi chiều nhưng mà rất là nắng ấy các bạn ạ. Chào thanh niên nhá. Ta sẽ cứ đi thôi nhỉ. Ôi. Công nhận là sống rất là gần nhau ấy. Chào cô ạ. Chào cô. Chào cô ạ. Vâng. Dạ. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy nhà ở chủ yếu là nhà sàn, hầu như là nhà sàn. Và cái kỹ thuật họ làm nhà thì mình thấy cũng rất là tốt, ngôi nhà cũng rất là đẹp. Đây, thậm chí là đây này, để cho mọi người xem những ngôi nhà. Ui, rồi trong nhà đang uống rượu, né. Sợ nhất là rượu. Chào chị. Vâng. Ngoài những ngôi nhà sàn to đẹp thì cũng có những ngôi nhà rất là nhỏ như này. Cuộc sống về chiều rất là bình yên. Con chào ông ạ. À, con chào bà. Ông bà đang làm gì đấy ạ? À? À. Vâng. Ồ. Chết rồi, trẻ con thấy mình chạy hết này. Ê, lạ nha. Này vừa thấy chơi ngoài này chạy hết rồi này. Đấy, trốn hết vào trong nhà rồi này. Sợ thế nhở? Chưa biết là sẽ như thế nào mà chạy hết rồi. Ở đây thì còn những ngôi nhà nhỏ như này này. Đấy. Đây có lẽ là những ngôi nhà rất là truyền thống của những người Khơ Mú. Ngoài ra thì cũng có những ngôi nhà mà họ làm theo cái lối hiện đại. Ở đây có cả nhà đại đoàn kết này. Những ngôi nhà thiện nguyện. Nhưng mà với một quy mô mà đông đúc như này thì cũng là để có thể đủ hết sinh hoạt cũng như là vệ sinh công cộng xung quanh làng thì mình thấy nó cũng đã là cả một vấn đề rồi. Đấy, nhưng chúng ta có thể cảm nhận là môi trường xung quanh ngôi làng thì mọi người sẽ phải rất là cố gắng dọn dẹp. Xin chào nhá. Chào hai anh. Đang làm gì đấy anh? Đang ngồi tâm sự. Em nói chuyện với hai anh tí được không?
Anh giống anh chở với Lộc nữa. Đúng rồi. À, nhìn mặt đẹp trai thế. Nhìn mặt đẹp trai. À, chào không phải chào. Trời ơi, sao mình gọi là chào. À, bắt tay cái nào. À, sức khỏe nhá. À, sức khỏe nhá. Hai anh em không đi làm gì à? Có chứ. Chuẩn bị mai đi làm rồi anh. Đi, mai đi rồi. Mai đi làm ở đâu? Đi à, thành phố đấy hả? Yên Bái hả? Em mới chạy xe Lào Cai đi. À, mai chạy xe à? Ờ, mình mới đến đây ấy. Mình cũng mới nghe về người Khơ Mú ấy, cho mình hỏi một tí nhá. Cái em toàn xem video anh suốt. À thế à? Ôi trời ơi, thế có gì hay kể anh nghe nào? Thấy lên Bắc Giang với mấy em thì mông xinh đẹp quá. Đúng rồi, toàn à. Quay mấy em xinh gái thì chết. Thế ở đây có em xinh gái không? Có chứ. Yeah. Giờ họ đi làm hết rồi. À đi làm hết rồi. Còn mấy người đang học ở nhà. À. Thế nhưng mà mình hỏi tí là cái ngôn ngữ của người Khơ Mú người Thái giống nhau không? Cũng hơi giống giống. Có từ nó giống có nhau. Từ nó giống, có từ nó không giống. À nó lệch lệch nhau. Phong tục thì như nhau cả. Phong tục như nhau. Phong tục người Thái với người Khơ Mú tằng cầu như nhau, ăn ở như nhau. Tằng cầu như nhau. Đấy, đều ở nhà sản như nhau cả. À. Ăn uống thì đều như nhau cả. Tằng cầu như nhau. Một số thứ thì cũng giống nhau thôi. Tiếng nói một số thứ cũng giống nhau. À. Nói chung nhau ấy. Ok. Thế là nó cũng có nhiều nét tương đồng đúng không? Đấy đúng rồi. Là thích ai rảnh cũng đi chơi với mình tí. Đi đưa mình đi quanh bản tí nhá. Đi. Đi với mấy anh này có vẻ yên tâm này, không phải lo sợ gì đấy. Đi. Đi một người đi cùng mình đi. Đi chơi tí. Hả? Hay là vừa uống rượu xong đúng không? Em mới uống rượu cho lắm kê xong. À thế à? Ok. Rồi thế cảm ơn hai anh em nhá. Rồi. Bye bye nha. Ờ ok. Thanh niên ở đây đáng yêu ghê. Chính là những bạn mà kiểu nhiều khi xăm trổ nó là kiểu yêu thích thôi, nghệ thuật thôi. Những cái hình xăm nó là cái sự đam mê thôi. Có thể là nhiều người thì nhìn thì có thể trông nó dữ, nhưng mà thực sự là các bạn ấy cũng rất là hiền. Chào cô ạ. Chào cô, chào bà. Nào. Tiếp đi nhỉ. Mục tiêu của mình là những ngôi nhà ở trên đồi ấy, đấy mới là cái chỗ mà mọi người có vẻ như sống sẽ cái điều kiện nó khó hơn những con người ở phía dưới này. Đông đúc như này thì chắc là Tết nhất hoặc là những dịp cưới, hay đặc biệt là những dịp mà quan trọng thì chắc là sẽ rất là vui. Tôi thấy là đường đi lại trong làng ở những ngôi nhà thì nó cũng chưa được bê tông hóa, nó đơn giản đường đất thôi. Chào chị. Bây giờ đi vào đây như kiểu lạc vào mê cung ấy, không biết đường nào mà đi luôn ấy, cứ xuyên hết nhà này sang nhà kia. Đó. Lại đến một nhà nữa này. Con chào bà. Chào bà. Chào chị. Đó, chào chị. À, đang cho con bú à? Vâng. Thế em chào chị lại không nói gì. Đây là những ngôi nhà mà hiện đại hơn thì cái trình độ làm nhà ấy, nó cũng khá là cao. Rất là đẹp. À, đây rồi. Con chào bà. Dạ. Bà đang làm gì ấy bà? Bà không biết à? Đây có lẽ là bà không biết cái gì ạ? À? Con vào chơi với bà một xíu nhá. Đây có lẽ là người mà mình cần tìm đây. Các bạn biết lý do vì sao không? Vì mình muốn xem cái trang phục truyền thống, cái sự khác biệt của người Khơ Mú với những đồng bào dân tộc khác. Đấy, đầu tiên các bạn có thể là một cái mũ đội trên đầu này. Hai bên thì có hai bông tai này. Đó, hai bông tai và nó được nối với nhau bằng một cái vòng để kéo sang phía tai bên này. Và hai bông tai hai bên nó rất là giống nhau. Đấy. Thì có thể đây là cái trang sức truyền thống làm cái gì? Của người Khơ Mú. Dạ. Con chụp để con tặng quà bà. Tặng quà bà. Vâng. Ừ. Dạ. Và ở đây thì ở tay bà có đeo rất nhiều trang sức. Cái này là bằng bạc à bà? Cái này bằng bạc không? Cái này phải bằng bạc không ạ? Bạc ấy.
không biết. Không biết ạ? Ừ. Ờ. Nhôm. Nhôm à? Cái này bạc. À, bạc với nhôm à? Ừ. Cái này là bà làm để làm gì đây? Cái này này. Ừ, làm bàn. Dạ? Ừ, làm bàn. Làm bàn á? Ừ. Đây là làm thuốc chứ? Ừ. Đúng không? Thuốc lọ. Thuốc lọ. Ừ. Thuốc để chữa bệnh gì đấy ạ? À? Chắc đấy, không biết nè. Không biết. À, tôi thấy bà đang băm thuốc này nhưng mà giao tiếp không được với nhau nên là mà... chúng ta cũng không hiểu là bà bàn là sáng lấy đi à, biết là bà băm thuốc này à, để làm gì, nhưng có vẻ như cái này sẽ là một cái cây thuốc mà khá là gọi sao ta, nhiều thành phần đấy, có thể là sẽ chữa được những cái bệnh mà thường gặp, mình đoán là thế vì nhìn cái vỏ cây này nó rất là xanh. Mỗi cân 1.000. Mỗi cân 1.000 ạ? Ừ. Bà bán cái này mỗi cân là 1.000 ạ? Ừ. Chà. 2 cân 2.000. Ừ. Thế con mua ủng hộ bà 50 cân nhá. Nè, con ủng hộ bà 50 cân nhá. Ừ. Đấy. Bà chỉ băm nó ra như này thôi đúng không? Băm ra xong rồi để phơi khô à? Phơi khô đi bán à? Ừ. Dạ. Khô xong bán. Khô xong bán đúng không? Ừ. Đấy. Cái này, cái này. À, con lấy không ạ? À? Ừ. Không, con không lấy đâu. Không lấy. Vâng. Con hỏi thăm bà một chút thôi. Vâng. Cảm ơn nè. À, con cảm ơn bà nhá. Bà sức khỏe nhá. Thì chúng ta lại đi chơi tiếp đi. Đấy. Đây thì tôi thấy mọi người cũng rất là chăm chỉ kiếm tiền ấy. Cảm giác như thế. Một bà cụ tuổi rất già rồi nhưng cũng đi băm thuốc để kiếm tiền. Một bà cô thì chào ốm phải đi bán củi đi kiếm tiền. À. Thậm chí là để đi qua nhà nhau chúng ta còn phải đi chui qua gầm nhà như này. Có lẽ là cái quy mô dân số bây giờ nó đã phình to, ngôi làng nó không đủ sức để chứa thêm người nên là nhiều người họ sẽ phải làm nhà ở chỗ cao hơn. Bây giờ chúng ta sẽ lên cái khu vực cao nhất của ngôi làng này. À chà, không phải đường này. Khi mà leo lên cao một chút thôi, nhìn xuống đã thấy choáng ngợp bởi những nóc nhà rồi. Mà những ngôi nhà trên cao này tôi thấy mình còn đang bị lạc nữa cơ, chứ không phải là ở dưới đâu. Nó có rất nhiều, ui giật mình con chó. Nó có rất nhiều những con đường nho nhỏ như này. Chào à, chị ạ. Chào các cô. Cái đấy là thuốc để làm gì ấy chị? Thuốc để chữa bệnh gì ấy ạ? À? Dạ? Bệnh gì ạ? À? À, bệnh gì cũng chữa ạ? À? À, tôi nghe không rõ, hóa ra là bệnh dạ dày. Đây các bạn thấy không? Một gia đình đang băm thuốc này. Các loại bệnh luôn ạ. Có vẻ như là người Khơ Mú họ cũng có khả năng bốc thuốc thì phải. Cứ đi xuyên hết được của nhà này qua nhà khác luôn đó. Nó có một hệ thống đường trang trí luôn. Mọi người có một cái tâm lý đề phòng khá là gọi sao ta, thấy rất là đề phòng ấy. Thấy mình phát là im luôn. Đây, những ngôi nhà hiện đại hơn này, rất là đẹp này. Ôi, nhà ở dốc thế. Chà, nhìn trên cao thấy bình thường nhưng mà leo lên mệt quá. Cô ạ. Vâng. Cháu đi chơi. Vâng. Nhà cô ở đâu? À, nhà bên này à? Cô ở nhà xây hay nhà sàn? Nhà sàn à? Nhà xây vay tiền ngân hàng. Nhà xây vay tiền ngân hàng xây à? Không có tiền. Không có tiền. Cháu hỏi tí.
Sao nhà mình ở cao ấy nhỉ? Vâng, không có đất. Không có đất đúng không? Vâng. Thế sao mình không đi sang ở chỗ khác ở mà vẫn ở làng này? Ở dưới này mà không có đất lên ở đây. Muốn ở dưới này nhưng không có đất. Phải chuyển lên ở đây. Đất chật quá nhỉ? Vâng. Chật quá. Phải chuyển lên đây. Chào chú ạ. Cô đi mua gì đấy? Một kẹo cho trẻ con. Một kẹo à? Thôi không phải đi đâu. Đây chú có kẹo này. Thôi không phải đi, mệt lắm. Bây giờ cô leo từ đây xuống đến quán thì có mà hết hơi. Nè, kẹo này có thích chưa? À, đưa tiền cho bác á. Đưa tiền cho chú á. Ôi rồi Thảo thế nhỉ. Nè. Xin nhá. Thôi không phải đi xuống nữa, mệt lắm. Đấy. Thảo không? Bé xíu thôi mà đã biết đưa tiền rồi. Chắc là bà hay đi đưa đi mua kẹo thì phải. Thôi không phải đi nữa, mệt lắm. Đường dốc. Đường dốc quá nhỉ. Anh đang làm gì đây anh? Ở nhà thôi à? Nhà. Vâng. Nhà nào cao nhất nhỉ? Em muốn lên nhà cao nhất đấy. Cao nhất á? Vâng. Lên trên kia. Kìa, nhà Thanh kìa. Thanh nhỉ? Vâng. Sao anh phải hú lên, nó cao quá à? Đây à? Cao nhất. Cao nhất trên đấy à? Đấy. Đẹp phết nhỉ? Lên đấy phải đến ngáp luôn. Lên đấy phải ngáp luôn này à? Chụp bên em cầm cái liền cao lắm. Cao quá. Thế em hỏi tí sau mình vẫn thích ở làng này hơn à? Hay như nào mà? Bởi vì nó không có đất. Thì đây, đồi đầy thôi, bên kia vẫn có đồi bằng phẳng đây, sao mình không? Nhưng mà cái kia nó phụ thuộc bên Phi Nhừ rồi. À là mình lại không được chuyển sang bên đấy á? Mà, trời. Chắc là... Vào đấy thì nó lại bắt nhập khẩu ở bên kia thì nương ăn không có. À, đúng. Chuyển sang bên kia thì nhập sang bên kia lại không có nương để làm ăn. Đúng rồi. Thì bắt buộc phải ở bên này để giữ nương. Thế là nương của mình có gần nhà không, phải quanh quanh đồi này chứ đúng không? Cũng có chỗ, cũng xa, có chỗ. Nhưng mà giữ nương bằng hộ khẩu á? Và theo từng nhà, có nhà thì có ít thì ăn ít, có nhà ăn có nhiều thì ăn nhiều. À. Theo diện tích đất. À, theo diện tích đất à? À, chúng mình cũng chưa hiểu lắm thôi, nhưng mà đấy là sự lựa chọn của mọi người thôi nhỉ? Chúng ta cũng chỉ tới và biết là có những người khơ mú sống rất là cao trên đồi như này. Đấy, một cái làng nó rất là đông và nhộn nhịp như này. Đồng á. Bây giờ khoảng có bao nhiêu nhà rồi? Có chỗ thì còn vào dưới sàn mà đường ấy. À. Ừ. À, tức là đường phải đi qua sàn nhà luôn ấy hả? Vâng. Tại vì đông quá nhỉ? Vâng. Ở đây có bao nhiêu nhà anh biết không? Không nhớ đâu. Không nhớ nữa. Đông quá chả ai đếm. Vâng. Vâng. Thế em cảm ơn nhá. À, ba bản ở trong một cụm này à? Vâng, ba bản. Mà. Thế là tất cả những chỗ đông đông này chia thành ba bản luôn. Vâng. Còn lên cả trên đồi này mà. À, ba bản, à bản 123 đúng không? Vâng. À, mình thấy ở cổng có ghi 123. Thế em cảm ơn anh nhá. Vâng. Nói ra uống nước đấy. À, em lên trên này tí xong em xuống chơi với anh. Em chinh phục ngôi nhà trên cao này đã. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì người khơ mú cư trú đông nhất ở huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên, huyện Mường Trà và huyện Điện Biên Đông. Cuộc sống của người khơ mú thì gắn liền với rừng, núi, sông, suối và thiên nhiên. Sinh kế chủ yếu của người khơ mú là làm nương, làm ruộng và lúa nước. Bản cư trú thì thường cách xa nhau, nhỏ bé, ít dân. Các dòng họ thường mang tên một loài thú, một loài chim hay một thứ cây rừng. Từ xa xưa thì trong tiềm thức của người khơ mú là phải làm nhà kiểu an toàn, chịu đựng được nhiều điều kiện nơi núi cao rừng sâu. Vì thế những ngôi nhà truyền thống ra đời gắn với đồng bào hàng ngàn năm giúp họ tồn tại, phát triển và tránh được biết bao hiểm nguy bởi thú dữ, bởi thiên tai khắc nghiệt. Nhà sàn của người khơ mú thì có cấu trúc ba gian, bếp nấu được làm ngay ở góc gần cầu thang phía trước, một bếp nữa ở gần gian thứ hai để đặt lễ thờ cúng tổ tiên, ma nhà. Bếp thứ ba ở gian trong cùng chỉ để xôi cơm, nấu rượu. Khách không nên đến gần hai bếp này vì đồng bào quan niệm dễ đem nhiều rủi ro tới cho chủ nhà. Một nét đặc trưng của ngôi nhà sàn người khơ mú là nhà chỉ có một cửa chính để ra vào và một cầu thang để đi lên đi xuống. Còn một cửa phụ phía cuối gian trong cùng chỉ được mở khi ông chủ nhà qua đời. Còn bình thường đây là khu vực để thờ cúng. Chào cô ạ. Vâng. Thích là mình cứ đi xuyên qua nhà này đến nhà kia đấy à? Thế à? Cô nhìn cho cháu con đen đen này vắt nhá.
là phải trèo qua nhà này xong mới lại sang được nhà bên kia. Không còn đường nào khác à? Tại vì dốc quá khó để đường đi lại. Muốn tới nhà nhau phải trèo qua nhà nhau. Chào chị nhá. Em lên nhà chơi được không? Hả? Cháu lên nhà xem nhà một tí nhá. Được không? À đi. Bây giờ mình sẽ chính thức lên một ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú. Thôi nắng, nóng mệt quá. Đấy, cầu thang của họ cũng rất là đứng luôn. Chị đang làm gì đấy ạ? Chị đang lau nhà à? À thế à. Là chúng ta gặp một chị gái Khơ Mú tiếp theo. Chị đang lau nhà. Ồ, trong nhà cũng gần giống nhà người Thái nhà chị nhỉ? Đúng không? Vâng. Cũng có chỗ để giường với cả chỗ để sinh hoạt tiếp khách. Trong nhà không có gì ạ. Gần giống nhà người Thái nhỉ? Cũng chia không gian tương tự nhau. Phía ngoài này thì có một cái không gian nho nhỏ nữa. Cũng là để sinh hoạt, để đồ đạc. À đây, chúng ta phải ra đây chúng ta mới nhìn được tổng thể cách bố trí của một ngôi nhà người Khơ Mú này. Đó. Một cái khu ở ngoài này, khu ngoài này là thường để ăn uống à hay là để ngồi chơi? Ngồi chơi, ăn uống ở dưới. Ăn uống à, chị có nhà bếp riêng à? À. Đấy, còn bên này là trong nhà. Chị làm việc tiếp đi. Xong rồi. Xong rồi à? Ừ. Tại nóng quá nhỉ? Ừ. Thế em cảm ơn nhá. Em kiểu tham quan nhà mình một tí thôi. Là cảm ơn chị nhá. Những bản làng Tây Bắc thì rất là xa xôi, nhưng mà đổi lại thì nó cũng có những cái nét đặc trưng rất là thú vị. Chào cháu nhá. À, mấy tuổi rồi? 18 rồi á? Học xong rồi à? Học hết lớp mấy? Cháu học hết lớp 10. Hết lớp 10 rồi à? Cái này là giống cái khô bên kia đúng không? Hay là khác nhau? Khác nhau. Thế cái này là chữa bệnh gì? Cháu không biết, cháu làm bán. Làm bán nhưng mà không biết là để chữa bệnh gì? Ồ, thế bán cho ai? Cũng không biết. Chết thật. Thơm lắm các bạn ạ. Làm thuốc nhưng không biết là thuốc chữa bệnh gì. Và cũng không biết là bán cho ai. Này cứ nói thật đi, chú hỏi thật mà, chú có hỏi đùa đâu. Cháu không biết thật mà, nhưng nhà cháu đi bán. Nhà cháu đi bán à? À, nhiệm vụ của cháu là chỉ lấy cái cây này về. Vâng. Xong rồi băm nó ra. Vâng. Còn chữa hay là bán là đấy là của bố mẹ. Cái tay có cả hình xăm mà. Đấy giờ hình xăm còn gì. Cái này bán một cân bao nhiêu? Một cân 10.000 à? À thế là cũng nhiều tiền đấy chứ. Một cân 10.000 cũng chỗ này cũng phải được kha khá đấy. Giờ chú cảm ơn nhá. À, thế chỗ này một cân bao nhiêu hả cô? À một cân 15.000 à? Có nhiều người mua không? Có một nhà. À có một nhà họ chuyên mua của mình à? Ờ, à, cháu cảm ơn ạ. Vậy như thế là cũng kiếm được khá khá đấy, nếu mà một cân 15.000. Tính với những cái loại mà cứ lên rừng lấy về bán ấy thì một cân 15.000 cũng đắt rồi. Còn nếu mà rẻ nhất mình vẫn ám ảnh, đó chính là những cây chít. Gặp những người la hủ họ đi lấy chít, thực sự là nó quá rẻ, quá vất vả. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống tuyến phố chính của thành phố Khơ Mú này. Có lẽ là dưới đó sẽ đông vui nhộn nhịp hơn. À. Cô đang tắm cho cháu à? Ừ. Dạ. Chào cô. Chào chị.
Dạ, chào mọi người ạ. Vâng. Đi, chúng ta ra tuyến phố chính đi. Đông vui nhộn nhịp. Đây chính là tuyến phố chính của ngôi làng. Tôi thấy nhà nào cũng mở nhạc, mở đài, hát rất là tưng bừng. Chào anh ạ. Chào các chị. Dạ. Chưa nấu cơm tối à chị? Hả? Chưa nấu cơm tối à? Chưa. Chưa, mấy giờ mới nấu? 5-6 giờ mới nấu. 5-6 giờ à? Ừ. Có món gì chưa? Chưa. Chưa. À, chắc dạ? Không có món gì đâu. Chắc không? Chắc có cơm không thôi. Cơm không à? Nói dối chứ, phải có món gì chứ. Chắc không có món gì đâu. Thế á? Ừ. Cháu xin bát cơm. Ờ. Được không? Được chứ. Được. Có cơm sôi một... Cơm sôi, cơm nguội. Cơm sôi, cơm nguội. Có rau không? Chắc không có rau gì, có hoa gì đấy nhỉ? Hoa gì? Hoa đo đo. Hoa đỏ đỏ á? Ừ, chưa nấu, bây giờ chờ. À, hoa ban á? Hoa ban nó trắng đấy nhỉ? À, nộm hoa ban này hả? À? Vâng. À, nộm hoa ban à anh? Nghe hay đấy nhở? Bao giờ mới nộm? Bao giờ mới nộm hoa ban? Ơi, chắc là sau bây giờ mới nộm đấy. 6-7 giờ muộn quá nhỉ? Ở nhà phải ăn muộn chứ. Ở đây mọi người có ăn cơm sớm không? Bình thường ấy. Ừ, bình thường thôi. 6-7 giờ à? Ừ. Thế ạ. 5 giờ, 6 giờ. Vâng. Thì 5 giờ mới ăn. Có lúc thì 5 giờ. Ăn 5 giờ thì ăn sớm. Vâng. Ăn có giờ có giấc đồng. Ăn có giờ có giấc đồng. Thích ăn lúc nào thì ăn. Thích ăn lúc nào ăn. Mà những người... Rồi thì ăn sớm. À, dạy. Có lúc bất thì ăn, ăn 8 giờ. Rồi dỗi thì ăn giờ. Sớm. Vâng. Bận thì ăn 7-8 giờ. Vâng. Thế bây giờ dỗi mà ăn sớm đi. có lúc thì có việc nọ kia một tí. À, bây giờ sớm mà cô. Ăn bây sớm giờ? Đi. Ừ. Ừ, bây giờ chắc thì, bây giờ chắc muộn hơn. À muộn hơn à. Và nhờ nghe cái món nộm hoa ban nghe có vẻ ngon đấy nhỉ. Ừ. Dạ. Rồi cháu cảm ơn các cô nhá, cảm ơn chú ạ. Vâng. Dạ. Đây ăn đã. Dạ. Ở, cái này là cháu tò mò cái này đây là gì đấy ạ? Làm lý. À. Ban thờ mà đúng không? Ban thờ các cụ các vừa là một chai bụi. Dạ. Ban thờ các cụ à? Ừ vâng. Thế cô giải thích rõ cháu thế nào nó là gì? Mà tôi mà nào mở hả? Các cụ các bà đây, các ông bà, ông cụ đấy. Các ông bà các ông cụ. Vâng. Như nào nữa ạ? À, cô vừa uống rượu về đúng không? Vâng. Cháu thấy mùi rượu. Ừ. Vâng. Thấy mùi mùi một tí. À, vâng. Rồi, cháu cảm ơn ạ. Ừ, cháu cảm ơn. Dạ vâng. Ở đây thì có một bàn thờ này. Đó, như các cô nói là để làm lý. Và uống rượu ạ? Thôi cháu xin phép, cháu cảm ơn ạ. Uống rượu phải say lắm. Có lẽ là những ngôi nhà ở gần đường này mình nghĩ là cái giá bất động sản cũng sẽ đắt đỏ hơn những ngôi nhà ở trên. Đây, chúng ta lại bỏ tuyến phố chính đi, chui vào ngõ tiếp đi. Một thành phố của những người Khơ Mú. Chào anh ạ. Chào anh. Lăng đầu cái gì? Cao cao về lăng đầu. Vâng. Và cái cao về lăng đầu. Âm nhạc tiếng Bương đã. Đầu, em chào anh mà. Ừ, chào, biết là chào thì con là ở đâu đấy chứ. Em chào anh mà. Đấy, thì biết là như vậy rồi thì là mình phải để tham gia ở con trẻ trong chỗ này chỗ kia đấy chứ. Mình là lắc đầu để chào đấy chứ. Dạ. Em chào con lắc đầu, cái đầu mà là cúi vào đây rồi. Vâng, em chào anh mà. Thế em cảm ơn nhá. Đây, trong ngõ dưới này thì nó có vẻ bình yên hơn nhưng mà cũng... rất là san sát nhau ấy, rất là gần nhau ấy. Chúng ta cũng trên chiều đi ra thôi, bởi vì bây giờ nó cũng muộn là chiều rồi. Chào các cô ạ. Dạ. Mọi người có vẻ như là cũng sẽ hơi
có ánh mắt gọi là dò xét một chút. Mình cảm thấy như thế. Mọi người cũng đôi bên đều đang đề phòng nhau ấy. Các bà đang làm gì đấy ạ? Dạ? Đang tụ tập tán phét thôi đúng không ạ? À chơi đấy ạ. Rồi, cháu cảm ơn đã đi đường này à. Rồi. Đi. Có vẻ mọi người cũng tùy tính cách mỗi người thôi. Người già thì họ sẽ e dè rụt rè hơn người trẻ đó. Bây giờ thì chúng ta có lẽ là chuyến hành trình ngày hôm nay cũng phải dừng chân thôi, cũng quá là mỏi chân rồi, cũng quá là mệt rồi. Vật vã với những người khơ mú ở ngoài suối dãi trưa nắng cũng khá là gọi là đuối sức rồi. Đến bây giờ là mình cũng chân khá là run rồi. Bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ phải tạm biệt ngôi làng của những người đồng bào khơ mú thôi. Đây có lẽ là một trong những ngôi làng mà mình nghĩ là đông đúc nhất của những người khơ mú. Mình cũng đã từng đi làng khơ mú ở Nghệ An thì phải, nhưng mà không đông đúc như này. Đây có lẽ là ngôi làng đông đúc nhất đấy. Nếu mà các bạn người khơ mú ở những cái vùng đất khác ở trên dải đất Việt Nam mà biết hoặc là ngôi làng của mình to hơn ngôi làng ở đây thì có thể chia sẻ giúp Trao, thì Trao có thể sẽ tới thăm để so sánh xem là làng khơ mú nào đông vui hơn. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Giống cái gì? Trao cái gì? À, bọn em đâu về đây? À ở đây à? Quen á? Đúng rồi. Ừ đúng rồi. Học lớp mấy rồi? Học lớp 9 à? Cả hai bạn học lớp 9 à? À đúng rồi. Hả? À, ok, rồi anh chào hai đứa nha. TikTok một tí anh. Chào. Ơi, lên TikTok á? Đang lên YouTube được anh. Đây bây giờ đang lên YouTube rồi đây. Nhưng trong này đã nhìn bẩn này. Bẩn đâu mà bẩn, đẹp trai này mà. Anh người đâu đây? Anh ở Hà Nội. Po. Hà Nội á? Ừ. Hà Nội mới lên đây quay video. Lên đây chứ, không lên đây thì lên đâu. Facebook, YouTube anh như nào thì em gọi cả vào follow. Chào mọi người. Hả? À, chỉ thấy anh trên TikTok rồi à? YouTube nữa. YouTube à? YouTube thì anh bảo như nào thì em vào, em còn đăng ký cho. À, chào vlog. Này nhìn quen quen thì chắc được mấy follow rồi đấy. Quen quen à? Chào vlog. Đây anh ngồi ở đây có cả quán cắt tóc à? Có chứ anh. Đây. Hưng. Trong này cũng có cả một cửa hàng cắt tóc này. Đấy, một anh thợ cắt tóc rất đẹp trai. À. Hưng bật cho anh mật khẩu anh vào xem. Đấy về đây phục vụ bà con quanh làng có khi nhiều hơn là ngoài kia ấy nhỉ? Đúng rồi anh ơi, đây kiểu người trong làng kiểu quen nhau hay cắt. Ừ. Cắt một ngày em cắt bao nhiêu cái đầu? Tầm 20 cái anh ạ. Một ngày em cầm 20 cái đầu? Đúng rồi. Ôi giời, thế thì chả mấy dầu to nhỉ? Đấy cắt rẻ mà anh. Ở đây cắt bao tiền một đầu? Đầu 25 nghìn. 25 nghìn. 20 à? 20 là đứa bé mà là lớn thì 25 nghìn. Lớn là 25 nghìn à? Như của anh thì bao nhiêu? Của anh 25 nghìn. 25 nghìn à? À. Nhưng mà như này là thức thời đấy nhỉ? Mình đi ra ngoài mở cửa tiệm to có khi là chả có khách. Nhưng mà về đây phục vụ bà con cả mấy trăm hộ này thì chả bao giờ hết khách. Gần 300.000 follow rồi, 300.000 người đăng ký này anh. Dạ, anh cảm ơn nhá. Dạ. Ok. Ơi. Tối nghỉ đâu chứ anh? Tối anh đi ra ngoài kia. Ừ, để em vào ký luôn. Này nhá. Dạ. Em sẽ ở trên kênh YouTube của anh ấy nhá. Ok, anh em sẽ xe cho anh. Ok, nhất trí. Rồi, anh cảm ơn nhá. Vào xe cho anh nhá. Chào với lúc em cho thằng em này vào đăng ký luôn. Em gọi cả họ vào follow được không? Được. Cả làng này có phải họ hàng của em không? Có, cả làng này họ hàng với nhau mà. Thế khả năng là sẽ tăng follow hơi bị nhanh luôn đấy. Nếu mà cả ngôi làng này thì sẽ giờ đông đấy. Em sẽ cố nhìn video anh ấy đang quay để em vào em thắp okay, tin okay. Cho anh. Ok, cảm ơn nha. Mình cũng là khơ mú hết đúng không? Vâng, bọn em chủ yếu ở đây là 100% là khơ mú ấy. Ok, ok. Rồi thế mình cảm ơn mọi người nha. Có dịp khác thì gặp lại. Rồi, em chào okay. Anh nhá. Chào mọi người. Muộn rồi, về ăn cơm thôi. Bây giờ anh về luôn ở bên Hà Nội hay lên trên Điện Biên rồi anh? Anh về thành phố Điện Biên. Vâng. Ok. Thăm bà con ở đây. Ừ, vào chỗ nhà em. Ở đây thăm bà con á? Vâng. Có chỗ ngủ không? Có chứ, đầy chỗ anh. Có con, có con gái xinh không? Có. Thật không? Nhiều cháu lắm. Nhiều cháu lắm. Nhiều cháu, nhiều em lắm.
nhiều em lắm à. Năm nay là 6 anh đầy. À, ok. Thôi trêu thôi, cảm ơn nhá. À, chào cháu. Ok, bye bye. Đấy, cứ gặp thanh niên nó phải tưng bừng khí thế như thế. Còn gặp các cụ thì rụt rè lắm. Một lần nữa thì Trao cũng rất là cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Trao Vlog. Bây giờ thì có lẽ là Trao xin phép được dừng chuyến hành trình tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những chuyến hành trình tiếp theo.